tiến độ cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Dầu Dây đang đến đâu. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại đợt kiểm tra hiện trường các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây. Thời điểm thông xe kỹ thuật và khánh thành đưa các dự án vào khai thác không đổi. Thông xe kỹ thuật vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 và hoàn thành đưa vào khai thác các dự án trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 7, Ban Quản lý Dự án Thăng Long phải thường trực tại hiện trường đến khi hoàn thành dự án để nắm bắt, chỉ đạo tư vấn giám sát, các nhà thầu trong tổ chức thi công, kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh, đẩy nhanh tối đa thủ tục thanh toán các khối lượng thi công còn tồn đọng, đảm bảo dòng tiền cho các nhà thầu thi công. Các nhà thầu thi công căn cứ mục tiêu hoàn thành, khối lượng còn lại phải thực hiện để huy động mọi nguồn lực tài chính, thiết bị, máy móc, dây chuyền, phục vụ thi công, lập tiến độ thi công chi tiết từng ngày cho các khối lượng phải thực hiện. Trong đó phải dự trù các điều kiện bất lợi như thời tiết, tính toán chi tiết tiến độ của các hạng mục đường găng, có các giải pháp để thi công bù tiến độ đối với khối lượng chậm của các ngày trước đó. Đặc biệt khắc phục bất lợi về thời tiết, thi công liên tục 3K4 kíp trên ngày để đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ yêu cầu. Cao tốc Bắc, Nam đoạn Vĩnh Hảo, Phan Thiết có chiều dài 100,8 km khởi công tháng 9 năm 2020, kế hoạch hoàn thành tháng 12 tháng 2022. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10 năm 2022, sản lượng thực hiện đạt 47,74% giá trị hợp đồng, chậm 5,3% so với kế hoạch điều chỉnh, tương đương chậm 11,8% so với kế hoạch đăng ký tại thời điểm tháng 3 năm 2022. Với đoạn Phan Thiết, Dầu Dây dài 99 km được khởi công tháng 9 năm 2020, kế hoạch hoàn thành tháng 12 năm 2022. Đến giữa tháng 10 năm 2022, sản lượng thực hiện đạt 53% giá trị hợp đồng, chậm 1,33% so với kế hoạch điều chỉnh, tương đương chậm 11,83% so với kế hoạch đăng ký tại thời điểm tháng 1 năm 2022.